Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và trong cái video này mình sẽ quay trở lại với cái series story trong GTA 5 ha. Thì mình mới vừa finish là cái nhiệm vụ của thằng Michael đây. Đợt trước làm rồi mà mình chưa sell như lúc nãy các bạn xem phần trước á. Mình sẽ biết là đây, nhiệm vụ đây 15,6% thì mình sell lại. Ok, và nó lên bao nhiêu ta? 18%. Dùm qua thằng Trevor để mình xem nhiệm vụ bên này nó có sell lại không cái đã. Qua tới phần nào hả ta? À rồi, okay, khúc này qua khúc cảng rồi. Đúng ta. Để mình coi cái đã. Để ra khỏi nhà cái. Cái cửa ra đâu rồi? Ok, B. Một cái chữ B là lại là một cái chấm hỏi. Chấm hỏi này tới 4 cái chấm hỏi. Ôi sao lên nhiều ta, có một cái chữ B này thôi mà. B nhỏ này của thằng thằng Phan Linh ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ của thằng Trevor trước, xong rồi qua tới Phan Linh sau. Kiếm xe ngon đi á, trời ơi. Ê, nó thấy cái tàu ngầm rồi kìa. Rồi, hai nhiệm vụ. Hiểu rồi. Đây, cái nhiệm vụ thứ hai, cái tàu ngầm nằm đây. Giờ mình tới mình chơm cái tàu ngầm ha. Thì tập trước mình đã chơi mình thứ nhất rồi, cho nên là tập này nghỉ mình thứ nhất nha. Tại nó kiểu như là nó thiếu nhiều cái đó, nó nhìn không được tổng quan. Mình nhất trong bắn súng thì được, chứ mà mình chạy xe đâu này nhìn nó không có được tổng quan, nó không có bao quát được hết. Ok, bây giờ mình sẽ đi chôm cái con tàu ngầm. Các bạn xem tập trước thì sẽ biết cái con tàu ngầm á. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse off Dutch London and Banning. Ai nữa đây? Oh, we can do more than talk, my friend. Warehouse là cái nào nó đây? Trời ơi. Đang đi dưới chừng mà nó bắt đi ngược xuống cái nhà kho. Khổ thiệt chứ. Đang đi lấy chỗ tàu ngầm cái nó bây giờ cái thằng nào nó gọi cái nó bắt xuống. Vãi. Ôi, quá rồi. Cái này nhiệm vụ là nhiệm vụ gì đây ta? Không nhớ, tự nhiên cái thằng nào gọi kêu ra nhà kho đang đi tính lấy con tàu ngầm. Ê, thằng Michael. Wait, Mikey. Gì đây? Gotta quit that shit, man. Yeah, I know. Kêu. Thằng này nó được cái hút thuốc ha. Kêu thằng Michael bỏ thuốc. Yeah, I can still take you, sugar tits. That's because you're fucking deranged, not because you're in good shape. Hey, why don't you stick doing fucking crunches and feeling bad about yourself, all right, pork chop? Pork chop? Fuck you. Hey, fuck you. You know, I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Yeah. Jesus. Just said the same fucking thing to my wife. Did you see his face that last time I popped it? Ah, đây cái thằng Divin. Divin Stan. Asshole. Asshole. You back there. I know you, but you I don't know. Thằng này thằng until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way?
cha này lúc cuối bị chết nè, cha này lúc cuối nè. Mày gì ta? Ông gì nè? Sao này ông chết nè? Sao này ông cuối bang này giết á? Cho cái phương án lựa chọn. Devin Weston đúng rồi, Devin Weston. Devin Weston, cái người cuối cùng mà giết ông đó. And a tail catcher. I have to fucking remember that line. You. Where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh. What are we doing here, huh? This. Please, keep the sleep bastard away from me. No, Ferdinand. He's gone. It's okay. I've got some new friends here now. This is cái thằng này là cái thằng hôm bữa mà bọn này nó cứu về. This is Trevor. No. Now our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know anything. Please, please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Cái bọn Azerbaijan phản đảng gì top man, good price, VIP, you know? Hôm nay trả tấn à, hôm nay trả tấn à. And the asswipes at the agency know this. Wow. So I need to know. Bẻ răng. What did you tell them, and what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What? I... Hey! What is this? The house. Mấy cái miếng dán in Rockwood Hills. Cái gì á? The man who owns it. Ngôi nhà ở khu Rockford Hill. Oh, that's all I know. That's it. Nghe cái máy này kiểm tra nó dối hả? Gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockford Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No. Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. Thằng Trevor nó lo cái vụ tra tấn, còn thằng Michael đi tới khu Rockford Hills. Xe này xe con quỷ kia, sang. Nhà nó ở đây hả? Ủa mình nhớ nó ở khu ngoài biển mà, nhớ cái vụ tra tấn ngoài biển. Phải không? Nhớ nó ra tới biển luôn, ra khu ngoài này nè, ra khu này nè. Nhớ lúc đó làm là nó ra khu này nè, là khu này nè. Bắn ngôi nhà xuyên qua đây nè. I was you, I wouldn't be so critical of who others associate with. So is he gonna be a problem? Này lúc trước nhiều bạn nói là chói quá, chói là do đây nè. Nhiều cảnh nó đây là nó. Với lại mình chỉnh cái cấu hình boss FX nó xuống thấp rồi mà nó vẫn còn chói vô cái đồ họa. Oh well, boo hoo for you. You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Xe này đẹp, nhìn nó ngầu ngầu sao á. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearthed this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years... Chú là mấy này nó đang nói về thằng Trevor. Thằng Trevor có sự xuất hiện của thằng Trevor, nói chung là đảo lộn của bọn này. Thằng Trevor nó biết là thằng Michael nó có tiền, có nhà, có đầy đủ, nó biết mà. Thằng Michael hợp tác với FBI luôn. Ông này hỏi là hợp tác, thằng Michael nó có hỏi, thằng Trevor nó có hỏi là hợp tác bao lâu không? Thằng nó nói không cần, không còn quan tâm cái đó. Nãy giờ như đó. Còn lại thì không để ý nữa rồi. Remember after the bus, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. This is bullshit. This place, Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit, you are kidding me. Đúng rồi, khúc này là giả nè, chạy ra khu kia mới đúng. Gọi cho thằng Steve. Wrong house. Đây là không phải người của chúng ta. Okay. Không phải là người chúng ta cần tìm kiếm. We're silencing someone.
for silencing the right someone. Get me another address. Got it. Can I get you anything? Hey, you want a coffee? Đưa một cái địa chỉ khác. Turns out that was the wrong Azerbaijani. We need a new address from Mr. K. Ok, bây giờ chúng ta có rất là nhiều đồ tra tấn ở đây ha. Where do we start, eh, buddy? Wait. What are you talking about, the wrong guy? No. Thằng này nó biết mà nó giấu. Just tell me what you want. Ah, man. Ah, please. Look at me, please. WASD để chọn đồ đây. Này chú đi, chích điện, cái này chích điện đúng không? You could kill me. Don't do it. Hai cái chập lại dương cái âm cái dương. Turn him off. Not the clips. Kẹp bên trái, kẹp bên phải. Oh. Not that. I'm cooperating. No. À, hai cái chập điện nhưng mà kẹp vô, chủ yếu là kẹp vô hai cái này nè, nóng. Ui. Chưa nó khai không? Từ từ từ, chạy điện cái nào. Trời, hối luôn. Không chịu khai. Mr. Phillips, Mr. Phillips. Tahir Java. Tahir Java. I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash, right into the Western Highway. Đây đây, Chumash, the Western Highway. Không chịu nói sớm. Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, Chumash, the Western Highway. Ở hàng này đi uống cà phê nữa. Chumash. Chumash, you're driving. Ok, Chumash, cho thằng này lái. Terror does not take coffee breaks. What a dick. So how are Steve and Trevor getting along? Seems like a productive relationship. You know, like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full advantage of him. Then what? Ủa, mình xin hưởng xe đẹp rồi. We don't need you anymore. Right. But what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job, no casualties. There were more eyes on that town than they needed. Cái vụ mà nói danh tên cái vụ bọn này bị cướp á, cái vụ mà bọn đầu bọn này nó bị cướp xong nó bị bắn á. Chúng là EBM nó cũng nhờ cái ông này nè, cái ông FBI này ông giúp nè, cho nên là mấy em. Cho nên là bây giờ thằng Michael nó phải giúp lại bọn này. I keep changing the subject. Giúp lại. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not... Đây, cái tòa nhà bên kia đây. Tòa nhà ăn chơi. This'll do. Alright. Nguyên cái súng nhắm luôn. Yeah, we need a description of the target. Cần miêu tả của mục tiêu. I'll take care of it. Loosen him up. Oh no, no, please. I tell what? You what you loosen want. Him up. No, please. Tra tấn nữa. Tội. Giờ tra tấn cái nào nó nhẹ nhẹ thôi. Cái này đi. They'll be doing this shit at elementary schools in no time. It's legal, bro. Legal. Này là tra tấn kiểu gì ta? Don't do it. Đốt hả? Đốt mà chết sao? Sẽ chấn nó còn sống chứ. Nó sợ cái nhịp tim nó lên rồi. Đổ vô hả? Đổ vô mặt. Bây. Ủa nó đổ xăng vô mặt kìa. Đổ tiếp. Let up! You might drown. Help me pick this up. Nhịp tim mạnh quá trời luôn. Cho uống xăng, ngọt xăng. It's a nightmare. Hey. Now, huh? Now you ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped 6 weeks That's ago. That's what we were afraid of. No, I'm even so, more yeah. Talk. This guy we're after. What does he look like? Nó như thế nào? Average height, middle age. Yeah. It sounds like you're stalling. This better be enough.
Middle age, ở dưới tầm trung trung tuổi, cái gì nữa? Tầm trung trung tuổi rồi cái này cái kia. Cái bị mình tìm mấy thằng này đây, mấy thằng một cái mấy thằng này. Hôm nay anh ta. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be trung trung tuổi, cao cũng giữa. They look eastern. Half this town looks eastern, Davey. You got to follow the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No. They all kind of blend in. Make a call, Dave. Gọi nữa. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Nguyên một cái bữa tiệc luôn, cho nên là cần phải miêu tả chính xác hơn. That ain't gonna cut it, my friend. Shit. I let me think. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Chọn cái gì khác không? Giờ còn 3 cái thôi hả? Chích điện tiếp đi ha. Cái kềm này nhổ răng nha mấy bạn. Cái kềm nhổ răng mình không muốn nó nhổ răng tội nó. Nhổ gì nó đau lắm kìa. Chích điện tiếp đi. Cái này đỡ hơn răng. Chích cho nó nóng. Cháy thịt luôn á. Trời nhịp tim luôn. Rồi chết luôn rồi. Đấm vô. Cầm kim đâm vô. Vừa chết á, nó vừa đứt mạch. So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No, đây đây, có rau. Bia. Có rau. Cũng tầm chung chung, cũng lùng lùng. Trong đây, hay này có rau đó nè. Uầy. Thằng này có rau. Thằng này cũng có rau. Hết rồi. Tầng dưới cũng có. Ê, rau đó là trời, quá trời luôn. À, quá trời rau luôn. He's got beer. He smokes. Hút thuốc. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Hút thuốc, Fred, hút rất là nhiều thuốc. Just to be sure. Please don't. Thêm một lần nữa để chắc chắn. He smokes. That's all I know. Thôi giờ chọn tới cái kèm đi. Nhổ răng. I hope you've been flossing. I just had the laser. Are you sterile? Ui, các bạn lắc cái răng chuột khi bấm chuột, xong rồi lắc chuột cái răng ở dưới này. Đau á. Nhìn nó đau làm sao. Lắc chuột. Sao giật bạn ra cái răng vậy? Răng cứng vậy? Răng này răng trâu quá. Gì vậy? Là mình lên giật cái răng ra đi. Sắp ra. Sao mà em đưa gì chạy? Sao răng này nó cứng vậy? Nhìn như cái răng nó không có tác dụng. Lắc và lắc không được. À đâu đâu đâu. Ra máu luôn kìa. Cái răng này nhìn nó ra đau sao? À, ra đó. Oh,
Mercy! Mercy! Giật lâu vậy, cái răng nó giật lâu kinh khủng luôn. Cho gì kìa ra. My teeth! Nó kêu là quay cái vòng nửa vòng đồng hồ á, để kéo nó ra mà quay hoài mà chả thấy nó ra. Chắc còn lâu nó mới ra quá. Nhớ là trước là giật mạnh nó ra mà ta. Không thấy ra gì hết á. Giật ra đi. Sao mà rút quả không ra. Cái răng này cái kinh khủng nhất luôn á. Rút quả nó không ra cái răng. Xíu à mình lắc dữ quá nó không phải nó không ra. Trời ơi nhỏ bầm dập hết luôn. Lắc nhẹ hiều nó ra, lắc mạnh nó không ra, lắc vừa vừa thôi. Làm nhỏ xấy cái răng hoài luôn. Thuốc là nó dùng tay tay trái hút thuốc, dùng tay trái. Có râu hút thuốc dùng tay trái. Thuốc xì gà màu đỏ. Redwood. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Tay trái hả? You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette. Này cầm thuốc tay trái đúng không? He's left-handed. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. The rest. I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. About as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. And now I'm taking a shot. Baby, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be. Used to be Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Đúng rồi, bạn đúng rồi, bạn đúng rồi. Pair of you. Now I got a rapid ball game to get to. So Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh,
Ok, này nó vô dụng rồi, bây giờ thả nó ra thôi. Ác thiệt. Cha tấn tùm lum hết trơn. Ví dụ cây răng thu lầy thiệt chứ. Thằng Trevor nói chung là nó cũng bị ép thôi, nó cũng thương. Chúng nó cũng có tình người. Bị thằng kia nó ép thôi đó. Nó bị ép thôi chứ nó cũng không có giữ cho lắm. Đâu đi đi khùng ơi. Chả nó về hả? À, cũng tốt mà. Đưa tới sân bay. Tại bị vô có mặt của thằng kia nó ép thôi. Ép tùm lum chân. Thằng Hen nó sau này chết mà. Thằng Steve Hen nó sau này có một cái nhiệm vụ giết nó luôn. Rồi cái thằng Devin cũng giết nó luôn. Còn cái thằng cha đi tí thằng Michael như là còn sống mà sao không nhớ được. Nhưng chết hết hoặc là còn sống gì đó. Sau này bọn này bật lại giết hết bọn FBI luôn mà. FBI, EAA hết luôn. Your old life, that's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We needed to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything! Exactly! Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times! We should all admit that! It's useless as a means of getting information! I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. Departures. No one drives me to the airport. Okay, rồi. Hai thằng đều ở trần như nhau luôn. Rồi xuống đi. Run. Run. You're free. What? But my family's here. Gia đình nó ở đây. Is probably the ones who got you fucking in here, all right? And look, trust no one, all right? Đừng có tin tưởng gì ai hết. Really? Bây giờ nó. Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Một mình rồi. Come on. Sao nó cho tiện đi máy bay ta? Đầu đớn. Ai, don't stop me now. Như cái phần mà dừng lại đúng không? Nghĩa là lúc mà mình luôn đó các bạn, giết nó là đừng có dừng lại. Giết thiếu một cái wrench it. Là mình chưa sử dụng 4 cái. Tại do mình dùng 2 lần cái kẹp nhúm dưới. Ok, xong rồi. Trevor hiện tại 6 nhiệm vụ. Michael có 1 thôi. Quay trở lại với cái nhiệm vụ mà đi cướp cái tàu ngầm cái đã. Chung là chưa sử dụng nhưng phần này là mình chưa sử dụng hết 4 dụng cụ. Với lại cái cây cuối là cái gì đó quên rồi. Tại nói chung là sơ suất quá. Thôi kệ đi. Với lại không được dừng lại. Nên mình dừng lại. Thấy nó tội quá. Nhất là cái vụ cây răng, trời ơi, con cây răng mà nó bẻ quá trời luôn. Nhích chút xíu, nhích, nhích nhẹ là nó lên rồi, còn nhích lăn nhọn nhọn chuột luôn. Lăn trái chuột luôn. Trái miếng lót luôn. Đây là bị dính cái... Kệ mày chứ, bị cướp xe kệ mày chứ. Xe đây hả? Kệ đi. Đâu liên quan gì? Chứ không phải là họ không giúp. Ủa sao nó còn hoài vậy? Không lẽ xuống giúp nó một cái ta? Mà sao á, giờ phải giúp nó xong rồi trở lại con mẹ kia nó sao lắm. Không phải là không muốn làm người tốt mà tại vì tại mẹ nó ngu quá thôi, đừng bán sang cho phụ nữ mà. À không, đi giúp chứ phụ nữ giúp đâu, nghỉ đi. Xinh xinh là được chứ già già nghỉ, mẹ nó già lắm. Bán sang cho mấy mẹ phụ nữ là một sai lầm lớn. Mình nói chung là tốt thương người lắm mà tại mẹ ngu mẹ bị cướp thôi.
Oh shit. Sorry, man. Ủa, sửa cái này mình nãy hình như nó bị dơ, sao mình sửa cái nó bóng loáng luôn. Wait, what the fuck? Nghe cái đường này nó có cái cục đó, nó không có. Nó mà thấy không, con xe nó bóng loáng luôn kìa. Quá, nó bóng tới từng chi tiết luôn. Như là xe bằng này nó kiểu đi xuống vùng này nó dơ, nó bụi á. Sửa xe cái nó bóng mới tin luôn. Mốt để mình level cao cao nữa đi, tầm 2-3 nhiệm vụ nữa mình sẽ độ là hết cái mòn xe này luôn. Mày cứ yên tâm. Bây giờ vô chôm con tàu ngầm cái nè. Quý này nhiệm vụ quá trời, nhiệm vụ chấp hỏi. Mình chưa có làm vụ chấp hỏi ở quê nhà. Mình lấy vụ quay trở lại đó làm vụ trời. Mốt xây mấy cây đó bằng bê tông luôn. Người ta không phóng qua chứ xây kiểu đó đụng cái nó gãy liền. Nhẹ hèo nó cũng gãy nữa. Đề nghị muốn xây bằng bê tông. Ok, đây là cái con tàu ngầm. Lê lên thả cái đó xuống đúng không? Có đường lên đây. Ui, cái màu đỏ là có mấy thằng canh gác á. Súng có chúng chưa có đồng nhóm thanh nữa. Trên này phải ai có đồng nhóm thanh này. Đúng rồi, giết cái này phải có đồng nhóm thanh chứ. Trong game này mình cũng có mod là cái tiếng súng, nhưng nghe cái tiếng súng nó đã lắm. E thả xuống. Bùm. Rồi, giờ leo lên. Bùm. Leo lên trên cái tàu ngầm để leo lên để vào vô nó để đi vô bên trong nó. Nói chung là nó khó trùng tử nhau. Rồi. Chuồn thôi. Trên kia có hai thằng kính canh gác ngu à. Ngu như con bò. Giờ đi vòng qua đúng không? Trevor, Floyd, I've got that submarine we talked about. Đó là cái tàu ngầm rồi. Giờ nhờ cái thằng Floyd này giữ giấu dùng cái con này vài ngày. Bring it out to Pier 400 ở Western Dock. What's this? The union man doing an honest day's work? Ok, cái bọn kia cho cái thằng này một cái con xe container, có một cái thùng hàng chở luôn. Bây giờ thì mình đi lên cho nên tóc tối sao. Cái heo kia kìa. Ê, cái heo. Ê, nhầm, cái voi. Đó. Ủa, ba con luôn. Lô mới cưng. Họ bóp càng được ha. Kìa cá kìa. Ngoài xa có cái mặt. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I'll look forward to that. Okay, well, that's more like it. Chiều xuống hàng hôn, xuống hàng gì đẹp, hàng gì dưới nước đó, nó tối tối. Ok, thì cái thằng Floyd đó nó kiểu như được phân công. Có cái con xe container, có một cái trailer phía sau luôn. Thằng Trevor này gọi cho thằng Floyd kêu là cần giữ giùm cái con tàu ngầm này dài hôm. Thì bây giờ đem đến khu 400, cái kiểu như cái địa chỉ ấy, gọi là cái gì 400 á, ở Western Dock, khu phía bắc của cảng à. Bắc hay nào? Western ở đâu ta? North West South East đúng không? North là phía bắc, sau là phía nam, west là phía đông, vậy là east phía tây.
chả biết phải nhớ nữa, lâu rồi không có đụng tới mấy cái này. Ê ôi mấy đứa lại đây, mấy đứa anh mở đèn, mấy đứa bơi sát qua coi chừng chết á, chết như em phải cẩu á, bơi ra xa xíu. Không, ở đây bên nước ngoài đâu sao đâu ha. Ok, chuồng vô đây. Đây có cái điểm đó các bạn thấy không? Mình sẽ đi tới cái điểm đó. Bấm nút shift, à quên rồi, cách lái cái này ha. Bấm nút shift để nó nổi lên. Nó bơm nước ra ngoài ra, bên trong ra để nó nổi lên. Bấm control thì để nó lặn xuống, nó bơm nước, nó vô lại trong cái tàu ngầm cho nó nặng, nó chìm xuống. À, dùng 2468 để điều khiển nè. W để chạy, W để quạt. S để lùi. A với D là quẹo trái và phải, quẹo ngang luôn á nha. Còn W, còn 2468 là để chung là nghiêng con tàu. Giống chung lái máy bay á, như hình. Trời ơi, bật đèn lên sao lát vậy? Trời ơi. Thôi nhìn nó bật đèn lên nè. Bé nó tụt quá trời luôn. Gì? À, nó đang đua xe hay gì? Nó đang đua xe, nó bị giảm mấy bé nữa. Rồi. Đây, có nguyên cái câu. Này, Trevor chơi sang, chơi toàn là ở trần chơi không? Ok, đem qua. Này, hôm nay thằng Floyd được nguyên con xe này. Thả xuống. Rồi. Thôi, ôi trời ơi, chùm gì cũng như không, ta thấy chưa? Let's go. Ai lái? Sao tao lái nữa? Sao không cho thằng kia lái đi? Cái gì cũng bắt mình làm chứ, thiệt. Alright, I'm here. Rồi, đi. It's around the corner, past the shipyards. Đem vô nhà kho. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. Đặt tự động nó đi ngu quá. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. Mình không hiểu sao nó che kiểu này, nó che được hay ha. Nhìn thấy trơn rồi. You gotta be ready for the heat that comes with it. Kiểu như mà chở hàng cho quân đội mà che kiểu này thấy hết. Bom nguyên tử đồ này kia thấy hết chưa? You don't want to cut. Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Deborah là nhà bạn gái của nó đó. Mà cho dành cho bạn nào chưa biết thôi. Deborah là nhà bạn gái, nhà của bọn này đang ở là nhà của Deborah. Drive it under there. Đây, đẹp xuống vô đây. You can pull up. Ok, dựng đây. And what? Get out the truck, xuống xe. You're sure it'll be okay there? Có chắc chắn là nó ok không? À, chắc chắn. Nếu mà nó có trục trặc gì thì nó sẽ ăn thịt của mày luôn. Ok, giờ thằng này nó sẽ rời khỏi đây. Ai, xong nhiệm vụ ha. Ok, thì video mình sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Cảm ơn các bạn ủng hộ của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thì nhớ cho mình một like, một share, một subscribe cho các mình ủng hộ mình. Và đừng quên comment các bạn phía dưới. Cũng như là chia sẻ các video lên các trang mạng xã hội giúp mình. Ví dụ như là Facebook chẳng hạn. Rồi. No boarding, boarding là cái gì ta? Không rõ cái từ đó, từ gì nữa. Rồi ok, nhớ cho mình một đăng ký nữa nha. Ok, bye bye các bạn, bye bye.